Hello tất cả mọi người, lại là mình nha Dương Đô Vật đến từ Roger Enfield Việt Nam à, Thì dạo này gần đây bán Classic 350 rất là nhiều Thì anh em cũng quan tâm là à, không biết những cái màu nào đang có Cũng như là giá bán của cái mẫu Classic 350 Thì à, hôm nay Dương quay cái clip ngắn này À, để cho anh em xem à, qua video anh em nào ở xa Sài Gòn á không có xem trực tiếp được á thì có thể xem qua video của Dương để biết được các màu nào đang có sẵn của Classic 350 và cũng như là giá bán của nó ha. Ok, à anh em xem cái clip này nếu mà quan tâm cái màu nào á thì có thể nhắn tin Zalo của Dương số điện thoại Dương để cho màn hình ha để mà Dương gửi cái hình chi tiết hơn cho anh em xem cũng như là mình chốt xe sớm ha. Ok, mọi người theo dõi với Dương nha. Rồi, OK. Chào mừng mọi người đã đến với showroom của Royal Enfield Việt Nam. Thì à, hôm nay cái clip này Dương sẽ quay nhanh những cái màu đang có sẵn của Classic 350, cũng như là báo giá cho anh em nắm được cái giá chi tiết của nó ha. Rồi à, mình sẽ đến với đầu tiên là cái phiên bản màu tem Hansion, thì nó sẽ có 3 màu ở đây. Ba màu này là cùng một giá ha. Đó Dương sẽ quay à, qua một loạt ba màu này cho anh em xem. Thì trước mặt mọi người đây là màu đen bóng nè màu đen bóng sẽ được phối với lại à, tem à, vàng ánh vàng ha và những cái tem này của Royal Phil là sơn ha anh em như anh em đã biết rồi đó đó đây là màu đen bóng nè nhìn bên ngoài nó sẽ như thế này ha đi với lại những cái chi tiết mạ chrome rất là đẹp rồi tiếp theo mà một màu đặc biệt nó dương rất là thích mà anh em đến xem xe cũng rất là à, ưa chuộng cái màu này đó là màu à, à, xanh lá thì à, cái màu xanh lá này á khi mà ra nắng á nó sẽ à, À, ánh màu xanh lên Nó có nhũ rất là nhiều anh em Giờ Dương quay ở đây, quay trong nhà Nhìn nó hơi khó xíu ha Thì xe này, cái màu này á Anh em đi buổi tối á, thì nó sẽ đậm màu lại Nó giống như gọi là màu xanh nhớt á Nhưng mà khi mà ra nắng thì nó ánh xanh nhiều hơn Nó ánh nhũ nhiều hơn, rất là đẹp Và nó đi theo đó là cái màu à, Tem mà giống như là màu rose gold vậy đó Màu hồng mà ánh ánh lên Rất là đẹp Nhìn nó có là điểm nhấn ha Rồi một màu nữa mà theo Dương là anh em nào mà cá tính lắm á thì mới chọn cái màu này ha. Màu này trong giấy tờ nó ghi là ray anh em. Ray là nghĩa là màu xám á, nhưng mà thực tế ở ngoài nó là màu xanh ha. Nó là màu xanh lơ lơ á, màu xanh dương mà xanh nhạt nhạt rất là đẹp, giống như màu xanh pastel vậy á. Đó. quay mà cái màu xanh này cho anh em xem ha, màu xanh này nó đi với lại cái yên nâu khá là sang á. Ok, thì ba mẫu tem ba mẫu màu vừa rồi Dương mới quay á, là sẽ có giá là 123.900 đã bao gồm VAT rồi ha anh em. Ok, Dương sẽ để cái giá trên màn hình luôn. Anh em nào quan tâm cái màu nào á, thì cứ nhắn tin qua Zalo cho Dương để Dương gửi chi tiết hơn cho anh em xem cho dễ nha. Ok. Rồi chúng ta sẽ qua hai màu tiếp theo. Rồi hai màu tiếp theo Dương muốn giới thiệu trên con Classic 350 cho anh em xem đó là hai cái màu quân đội ha. Đây chúng ta sẽ có một mẫu là màu vàng cát quân đội nè. Rồi bên đây là màu xanh, màu xanh lính, xanh quân đội. Thì hai cái bảng màu này nó sẽ có đặc biệt hơn những cái màu khác đó là những cái chi tiết xi ở trên cái bảng màu này à, nó đã được sơn lại thành màu đen, màu đen mờ. Nhìn cái xe rất là cứng cáp. Đó, anh em có thể thấy ở đây là lóc máy nè, à ghi đông ha, ghi đông cũng như là cái phần niền và cả cái phần ống xả luôn. Phần ống xả cũng được sơn đen luôn. Đây, quay chiếc này cho anh em dễ coi nè. Đó. Nó sẽ loại bỏ hết mấy cái chi tiết xi bóng thay bằng màu đen mờ cho cái xe nó cứng cáp hơn, đúng nghĩa quân đội hơn. Và đặc biệt là trên hai cái màu quân đội này á chúng ta sẽ có một cái số series ở trên bình xăng và cái số seri này nó là mỗi chiếc nó khác nhau nha, nó không có chiếc nào giống nhau hết. Thì anh em nào sở hữu cái màu hai cái mẫu màu quân đội này thì sẽ được cái đặc biệt như vậy ha. Rồi, à, hai cái mẫu màu quân đội màu vàng cát với màu xanh lính này nó sẽ có giá là 129.900. Đã bao gồm VAT rồi ha anh em. Đó, màu này à, đi chụp hình đồ lên nhìn nó cũng rất là bụi bặm ha. Anh em nào quan tâm thì nhắn Dương nhưng gửi chi tiết hơn cho anh em xem nha. Rồi À, tiếp theo sẽ là hai cái bảng màu cao cấp của classic 350 rồi đây trước mặt mọi người đây là hai cái mẫu màu à, cao cấp nhất của classic 350 là màu Chrome chúng ta sẽ có màu Chrome đỏ và màu Chrome nâu Đó thì à, trong hai ngày liên tục Dương đã bán hai chiếc Chrome này rồi một chiếc Chrome đỏ một chiếc Chrome nâu luôn anh em rất là chuộng ha cái màu này thì à, anh em nào thích nó sang trọng á nó sang trọng là thứ nhất nè thứ hai là màu chrome này nó sẽ lâu cũ hơn những cái màu sơn khác nó cứ bóng vậy hoài á nước nước chrome của uh, uh, ROYAL Enfield rất là đặc biệt ha nó có thể soi gương được luôn đó anh em có thể thấy dương ở trong mình sang luôn nè màu chrome này cực kỳ sáng luôn nha anh em đi kèm với những cái chi tiết mạ chrome khác thì cả hai cái màu này nó rất là sang nó rất là phù hợp cho anh em nào uh, thích đi cà phê thích nổi, nổi nổi nè đó chụp hình đồ cũng rất là đẹp rồi à, giá bán cho hai cái mẫu à, đỏ với cơm nâu này á, nó sẽ là 134 triệu 900 Ok Dương xin nhắc lại ha là 134 triệu 900 Và những cái giá Dương thông báo ở trong video clip này đã bao gồm thuế VAT rồi Đó, Anh em nào mua thì Dương sẽ giao xe kèm với bộ hồ sơ hải quan cho anh em đăng ký xe thôi Ok à, Mọi thắc mắc về xe giá bán cũng như là những cái chương trình ưu đãi kèm theo xe khi mà các anh em chốt nhanh lẹ thì anh em cứ gọi số điện thoại Dương để cho màn hình nha Ok, mình là Dương Đô Vật đến từ Royal Enfield Việt Nam Cảm ơn mọi người rất nhiều Cảm ơn mọi người rất nhiều đã xem hết clip báo giá Classic 350 của Dương Mọi thông tin về xe cũng như giá bán thì Dương có để số điện thoại Dương để cho màn hình đó Thì anh em đừng có ngại cứ gọi điện cho Dương 24 7 lúc nào Dương cũng thể hỗ trợ anh em hết Anh em ở xa thì cứ nhắn tin cho Dương, Dương sẽ quay clip trực tiếp hay là quay clip uh, chi tiết những cái gì đó anh em muốn xem thì dương sẽ gửi qua cho anh em xem quan trọng là anh em chốt được cái xe ưng ý thôi ok à gọi dương nha cảm ơn mọi người rất nhiều